Xin chào tất cả các bạn, một lần nữa xin chào các bạn quay trở lại với Huy Cường TV. Trong tập phim này mình xin giới thiệu đến các bạn hình ảnh cung đường đi từ trung tâm thương mại Vincom Center Landmark 81 đến khu thương mại Sài Gòn Center Takashimaya. Thì đây là một cái cung đường để các bạn biết là sau khi mình đi tham quan Vincom Center Landmark 81, nếu vẫn chưa thỏa mãn về sự hoành tráng hay là những cái mặt hàng mình cần mua, mình hãy tìm đến một cái trung tâm thương mại khác cũng lớn hơn trung tâm thương mại Vincom Center Landmark 81, đó là trung tâm thương mại Sài Gòn Center Takashimaya. Thì các bạn đã xem mình hình ảnh này là mình đang lấy xe ra khỏi tầng hầm của Vincom Landmark 81. Mình đậu xe đây khoảng 2 giờ thì phí đậu xe là 15.000 đồng cho 2 giờ đầu, và mỗi giờ tiếp theo hình như là 10.000 đồng. Sau khi mình lấy xe ra khỏi tầng hầm thì mình sẽ đi dọc theo cái khu dân cư Vinhome Center Landmark. Thì sau khi đó mình sẽ đi ra cái cung đường là đường Nguyễn Hữu Cảnh để đi thẳng đến trung tâm thương mại Takashimaya. Thì đây là cái đường đi lên của tầng hầm trong khu thương mại Vincom Landmark 81. Đường hầm thì cũng không là rộng lắm nhưng mà khá là dốc các bạn. Thì đây mình đi lên, đây là ngay về cái phía cổng chính của Vincom Center Landmark 81 đây. Thì ra đây là mình sẽ rẽ tay phải để mình đi ra phía ngoài đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây mình rẽ ra cái đường chính phía trước của tòa nhà Landmark 81 luôn. Rồi đây mình đi ngang đây. Thì dọc ở đây thì mình sẽ đi ngang các tòa nhà là tòa nhà Park và tòa nhà Landmark. Thì cái trong cái khu đường, trong khu dân cư này thì chỉ có hai làn xe thôi, và giới hạn tốc độ mình cũng không được đi nhanh vì mật độ dân cư khá là đông, cũng nhiều xe máy và nhiều người đi bộ. Vì vừa ra là mình sẽ rẽ phải. Đây mình sẽ rẽ phải luôn và mình đi ra cái khu vực phía đường nối với đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây thì trong khu dân cư Vinhome Center này á thì rất là đẹp các bạn. Khu nhà Vinhome này nè, Central Park này rất là đẹp. Thì phía giữa những cái con đường á là có những chồng hàng cây câu này, cây cọ này. Xung quanh thì vỉa hè cũng rất là rộng thoáng và cây xanh thì ngập tràn. Và chúng ta tới đây thì chúng ta sẽ rẽ phải. Các bạn có thể nhìn thấy bên tay phải cái tòa nhà mà có nhiều màu sắc, đó là khu trường học Vinschool này. Đây cái phía trước các bạn, đây là cái đường đi thẳng ra, là thẳng cái con đường này là sẽ ra đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đây các bạn nhìn thấy ở giữa những hàng cây được chăm chút và để tạo những mảng xanh trong một khu dân cư. Có một cái là đường ở trong đây thì khá là nhỏ và các bạn chỉ làn xe ô tô chỉ có một làn thôi, và ở trong là làn hỗn hợp. Việc đậu và dừng xe ở đây thì luôn luôn bị giới hạn về cái thời gian, không được quá 2 phút. Do vậy các bạn phải có cái việc là cẩn thận về những cái việc đấy, không dừng quá lâu sẽ bị lực lượng an ninh ở đây đến khóa bánh xe lại đấy. Đây đi ra phía này để các bạn nhìn thấy phía trước mắt các bạn đây. Thì có cái đoạn đường ra này nó hơi bị hẹp ở cái đoạn chuẩn bị ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, là do cái tòa nhà của đại lý Toyota. Thì với cái đường này là phải nắn theo cái vị trí của khu đất này. Do vậy là cái đoạn này thì hơi bị thường xuyên là bị đông xe ở đoạn này. Đây khi mình đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh đây. Đây bây giờ các bạn nhìn thấy không, đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh đây. Trước mắt các bạn là đường Nguyễn Hữu Cảnh rất là đông. Thì cái chiều này á là chiều đi ra chính đấy các bạn. Còn đi vào cũng chiều này thì chỉ được những cái thời gian mà ít đông xe. Chiều vào là cái chiều từ dưới hầm
hầm chui của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ấy, là đường vào ở đấy, đường vào khu Tân Cảng. Thì đi vừa đi ra đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bạn lên lấy làn bên trái luôn để mình quay đầu lại. Đây, quay đầu lại dọc theo đường Nguyễn Hữu Cảnh để đi đi vào khu trung tâm quận nhất. Thì cái cung đường của mình đi, mình sẽ đi cái cung đường là đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sau đó là mình sẽ đi đường tiếp tục là đường Lê Thánh Tôn. Thẳng đường Lê Thánh Tôn là mình sẽ đến cái khu khu vực Lê Lợi ở chỗ Takashimaya. Đây rồi, nhìn thấy không? Đây là cái khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đây. Đây, các bạn nhìn thấy không? Cái cụm tòa nhà trước mặt các bạn đấy. Đây là khu vực của tòa nhà The Manor. Đấy, đường Nguyễn Hữu Cảnh thì rất là rộng. Mỗi bên có phía trong này là ba làn xe ô tô và phía trong nữa là hai làn xe, một làn xe ô tô và xe máy đây. Rồi các bạn nhìn thấy đường Nguyễn Cảnh thì rất là nhiều cái tòa nhà cao tầng có của dự án Vinhome Central Park này, The Manor này, Sài Gòn Pearl này, rất là nhiều. Thì cung đường mình đi, mình sẽ đi ra đường cứ thẳng đường Lê Thánh Tôn thôi. Đến tôn mình sẽ cuối cùng là mình sẽ gặp cái đường đây, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường đoạn của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì mình sẽ tới khu Lê Lợi của Takashimaya Sài Gòn Center. Đây, mình tiếp tục đi đường Nguyễn Hữu Cảnh nha các bạn. Rồi ok, thì xin mời các bạn xem một số hình ảnh trên đường mình quay của đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đến khu trung tâm thương mại Takashimaya. Rồi để mình xem trước khi mình để cho các bạn xem video clip đây, để mình chui qua cái một cái hầm cầu vượt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đây các bạn. Đây, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi ok, xin mời các bạn xem nhé. Video clip còn cũng khá là dài, khoảng 20 phút. Mình để cái video clip dài như vậy để các bạn xem dọc theo cung đường những cái hình ảnh của đường phố Sài Gòn từ hai trung tâm thương mại lớn là Vincom Center Landmark 81 đi đến Takashimaya. Và phía cuối video clip sẽ có cái đoạn hướng dẫn cho các bạn đi khi đi vào tầng hầm của Takashimaya như thế nào nhé.
Rồi các bạn, trước mắt các bạn đây là ngã tư giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường Tôn Đức Thắng. Thì bây giờ mình sẽ đi thẳng về cái hướng là đường Lê Thánh Tôn. Mình sẽ đi dọc đường Lê Thánh Tôn để cuối cùng là đi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa mình sẽ rẽ trái và đi thẳng Nam Kỳ Khởi Nghĩa một đoạn nữa, sẽ đến khu trung tâm thương mại Sài Gòn Center, và trong đó có khu mua sắm Takashimaya. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây là đường Lê Thánh Tôn. Đây là đường một chiều thôi nha các bạn. Thì đường này có 3 làn xe. Thì đây là làn sát bên cùng mình đang chạy, đây là làn dành cho xe ô tô. Đường Lê Thánh Tôn này khá là dài, nó sẽ cắt rất là nhiều cái con đường chính của thành phố Hồ Chí Minh và sẽ đi ngang cái phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn, và cắt ngang Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trung tâm Vincom Center đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh luôn. Một đường khá là dài, thường xuyên cũng bị kẹt xe vào giờ cao điểm, và kẹt xe hơn nữa đặc biệt là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, do người ta đang thi công cái hệ thống đường hầm của cái tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì mời các bạn xem một số hình ảnh của đường Lê Thánh Tôn nhé.
Rồi thưa các bạn, mình đã sắp đến trung tâm thương mại Takashimaya. Các bạn có thể nhìn thấy những cái lô cốt màu xanh bên tay trái, đó là cái công trường của dự án Metro số 1. Đây là phần đào hầm ở phía dưới. Thì tòa nhà Sài Gòn Center nằm ngay đường Lê Lợi, một trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Thì vào đây thì các bạn sẽ thẳng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và các bạn nhìn thấy được là cái đường chỉ dẫn, cái đường hầm đi xuống khu vực để xe của trung tâm thương mại Takashimaya. Thì cái khu vực này hiện tại bây giờ ở đây là cũng hay bị kẹt xe lắm, do cái diện tích lòng đường đang bị thu hẹp. Các bạn nhìn thấy bên tay trái đó là vị trí của Sài Gòn Center và trung tâm thương mại Takashimaya. Thì các bạn đi thẳng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa một tí, bên tay trái các bạn nhìn thấy cái đường chỉ dẫn sẽ xuống được khu vực gửi xe. Thì ở đây mình nhớ không chính xác lắm là có 56 tầng hầm gì đấy. Thì xe máy được đậu những tầng hầm ở phía trên, và xe ô tô thì đậu tầng hầm sâu hơn. Đây bạn nhìn thấy khu vực này thường xuyên là bị kẹt xe vì rất là đông đúc và nhiều phương tiện qua lại, những người đi bộ, những người nước ngoài cũng rất là nhiều ở đây các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Thì đây là các bạn đi dọc một xíu và nhìn bên tay trái có xe các bạn chỉ dẫn vào cái khu vực là đậu xe. Đây bắt đầu mình sẽ rẽ, đây các bạn nhìn thấy không, chỗ mấy cái xe ô tô đấy, mấy xe chuẩn bị rẽ vào đây, Sài Gòn Center, thấy các bạn, Sài Gòn Center. Và xe rẽ vào đây, bạn nhìn thấy xe, chỗ xe màu trắng và màu đỏ đấy, rẽ trái vào là khu vực hầm đậu xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì cái phần đường này á, nó cũng khá là, phần hầm đậu xe cũng khá là phức tạp, nó có nhiều cái nhánh lắm. Cái nhánh đi vào cái khối văn phòng và cái nhánh đi vào cái khối nhà trung tâm thương mại. Thì khi bạn xuống thì bạn chịu khó nhìn vào cái bảng hướng dẫn xem là mình sẽ rẽ vào vị trí nào đó, mặc dù là có những người bảo vệ đứng ở đây để chỉ dẫn cho các bạn đây vị trí này. Nếu mà các bạn rẽ vào trung tâm thương mại á, thì các bạn sẽ rẽ vào phía tay trái, và nếu mà bạn vào cái tháp một của cái trung tâm Sài Gòn Center thì bạn sẽ đi thẳng lên. Đây mình sẽ vào trung tâm thương mại, do vậy mình sẽ rẽ trái vào đây. Thì các bạn nhớ duy trì cái tốc độ chạy thật là chậm, nhớ bật đèn và chú ý quan sát, do cái tầng hầm này thì đường cũng khá nhỏ và có sự trộn lẫn giữa ô tô và xe máy, và dốc thì cũng khá là cao, do đó các bạn nhớ cẩn thận việc chạy xe của mình nhé. Người ta luôn có những cái chữ là đi chậm đi chậm. Đây mình đi xuống một tầng hầm tiếp theo đây các bạn. Đây là hiện tại bây giờ là tốc độ cho phép là 5 km/h thôi. Đây A1, đây cái này là cái vị trí của những cái cây cột. Đây mình sẽ rẽ vào đây để mình đi nhận cái phiếu gửi xe. Đây mình không nhớ là 56 tầng hầm gì đó. Đây mình sẽ lấy phiếu. Đây là khu vực để xe máy. Tiếp tục nữa là mình sẽ đi xuống cái khu vực ở phía dưới dành cho xe ô tô. Đây các bạn nhìn thấy bảng chỉ dẫn rất là rõ ràng, ô tô tiếp tục rẽ phải. Đây. Đây là tầng B4 rồi. Quá là sâu luôn các bạn. Đây B4 đây. Tiếp tục đi xuống. Bạn nhìn thấy đường rất là nhỏ nha, do đó các bạn phải rất là cẩn thận khi mà đi xuống hoặc là đi lên cái tầng hầm này nha. Tiếp tục các bạn đi xuống nha. Rồi. Rồi đi xuống tầng B5. B4 cũng hết xe luôn rồi, người ta sẽ báo cho các bạn xem là tầng này còn còn xe hay không. Đây, những anh chỉ dẫn này, tiếp tục mình lại đi xuống tầng B5. Hết chỗ rồi. Có thể là những cái chỗ này người ta dành cho những cái người đậu ở văn phòng làm việc, những tháp 1, tháp 2 của trung tâm Sài Gòn Center đấy. Mình lại tiếp tục đi xuống, xuống B5. Cái khu vực hầm này hoành tráng quá trời luôn. Đây xuống B5. Rồi ok, xuống B5 thì mình đã tìm được một chỗ đậu xe rồi nha các bạn. Ok, xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị các bạn. Hy vọng video clip này sẽ mang đến một số giá trị cho anh chị các bạn để biết được cái cung đường mình đi từ trung tâm Vincom Center Landmark 81
sang khu thương mại Takashimaya, coi như một điểm đến mới cho các anh chị các bạn nếu mà mình đi thăm Center Landmark 81 mà chưa đủ thỏa mãn nhu cầu mua sắm của quý anh chị các bạn. Rồi ok, cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong video clip tiếp theo của Huy Cường TV. Bye bye, nhớ đăng ký cho Huy Cường TV nhé.